quá trình hư cái dây dưa của anh á. Ồ, nhiều trái quá trời, mười mấy trái luôn anh, nhỏ xíu quá. Nó lùng quá mà nó có vỏ ha. Nhỏ nhỏ là có vỏ ha. Ừ. Bữa nay mình ra sân mình làm gì đây? Chào cả nhà, hôm nay thì hai chồng mình ra vườn để thu hoạch bông cải tam sắc các bạn. Xà lách với lại cái củ hồi luôn. Tam sắc chứ không phải ngũ sắc hả? Có tam sắc à, mà nó nói tam sắc nghe nó sang vậy chứ mỗi thứ nó có màu à. Mọi thứ nó có một củ một bông à các bạn. Một bông à. Bữa nay trồng thì không có đạt kết quả như ý nhưng mà cũng cũng được hả em? Nói chung là cũng có để thu hoạch. Ừ, cái thì này là nè, cái này bông cải đinh tán á, mà nó chắc nó thiếu nắng rồi sao? Dịch cái lá này cho anh. Đó, này nó chắc là nó thiếu nắng mà nó thiếu ấm nữa. Lạnh quá. Nó màu xanh mà nó ốm o gầy mòn, nó cao chồng nhồng như cái cây tre đầu làng vậy các bạn. Cái này thì mình tự ôm rồi mình trồng đó các bạn. Ừ. Nhưng mà chỗ này thì trồng một lượt hả nghe hả em? Một lượt á. Nhưng mà chỉ có cái bông này nó lên cao chồng nhồng. Cái này thì mình mua mớ rồi, cái đinh tán thì mình tự ôm nè. Ừ. Cái này trước thì em mua là hô là bông cải súp lơ như không, nhưng mà trồng ra thì thành đinh tán. Đinh tán. Rồi lấy lá hết đi. Một cái này thì nó nhìn nó đẹp nhưng mà nó chưa có căng tròn ha. Cái này nó hơi bị ốm ốm o. Ừ. Nhưng mà cái này nếu mà mình trồng được giống như đạt tiêu chuẩn mà nguyên một hàng cũng đẹp lắm á. Ừ. Nhưng mà phải đạt tiêu chuẩn mà nó cũng như là nó căng tròn bự bự. Ý cái nó đạt tiêu chuẩn mà phải bự á. Thì ra nó nè, đây là từ một cái đinh nè, thấy không? Này các bạn, nó cũng giống này kêu là cái đinh hả? Cái đinh đó. Ừ, các bạn. Rồi bên đây thì có một cái màu tím. Bên đây cũng đinh tán mà đều màu tím. Cái này thì nó được hơn cái màu xanh. Cái này thì em thấy như loại lùn á, còn cái đó loại cao quá. Chắc ở bên kia không có nắng. Hay là không biết nữa. Ở đây trồng mà nó không đạt tiêu chuẩn, không đủ nắng, không đủ phân, không đủ nước thì nó lùn, không phải nó ốm. À, còn cái nào mà đạt tiêu chuẩn hết thì nó sẽ ra đúng như người ta bán ngoài chợ. Dạ, nhưng mà cái yếu tố mà quyết định là thời tiết các bạn, phải có nắng mà phải vừa đủ. Đúng rồi các bạn. Cũng đừng nóng quá, cũng đừng lạnh quá. Cái này nó cũng có nhiều cái đinh nó màu tím ha. Mà có màu xanh trong nữa. À, cái này là màu tím, cái này màu xanh. Cũng rất là đẹp ha. Hay là lạnh quá nó tím em cũng không biết nữa. Hay là vậy, hay là nó mất sắp sửa trổ bông, cái này anh thấy nó cũng lên tím tím nè phải không? À. Nhưng mà bữa hồi hổm nó lên xanh như vậy không? Không, nó cũng tím luôn, tím. Mình thấy là nhưng mà rất là chắc chưa có trổ. Hai cái này nó mình chờ phải nó lên vậy nó mới thu hoạch được. Em nghĩ lên vậy là nó tím hết á. Ừ. Ha. Ừ. Ok, thấy nâng non. Còn bên đây thì súp lơ trắng, cái này thì thu hoạch hơi sớm một chút. Hơi sớm nhưng mà thôi kệ, lỡ giống như là mình thu hoạch luôn chứ để tới cuối tuần thì nó... Em gỡ lá ra đây. Ở bên kia có cái mũ cà cất để dục luôn. Thì ở đây trồng 6-7 cây vậy ha. 6 cây, mỗi thứ một màu đó. Mà cái thì nó thu hoạch được, cái thì nó mới bắt đầu xe. Ừ. Anh nghĩ các loại kia loại khác nữa quá. Cái này thì rất là đẹp nè các bạn. Cái này thì còn rất là non. Cái này hột sồn chín cống nè. Ồ, phải nãy mình lấy cái xốp mình ăn thử, chút mình ăn thử cái màu xanh với màu tím coi nó ngọt không anh? Ừ. Cái nào ngon? Cái này trắng quá ha. Đẹp không? Ồ, cái nào nó che lá, nó trắng tinh ha. Lại đây có ăn củ su tím nữa, hai luôn. Đâu? Năm nay trồng nó hơi bị không, cũng như là không có đúng theo cái... chỗ này nó lẻ loi một mình đây nè các bạn. Hồi bữa anh nhớ mình trồng cái gì ở giữa nữa mà ta? Cái bắp cải thảo nhưng mà nó bị, nó được rồi nhưng mà nó bị giống như nó trước á. Mình nhổ rồi, cái này sâu hạt tím. Rồi mai mốt mình trồng cái gì vô đây đặng cho nó đồng. Mà chắc chở này sao mà em trồng cái gì rồi đó. Cái dao của em nó lục. Tím. Nói chung thu hồng mọi cái thứ một củ à. Cái dưa hấu mini của mình đây nó phát rồi nè anh. Bắt đầu nó có trái luôn này kìa. Yeah. Trời mắt ẩm cái nó phát anh. Nhưng mà nó còn hơi xấu quá. Wow, cái bí này chắc mình hái luôn quá em ơi. Bí rồi hả? Rồi hái luôn. Nếu mà không nó che ở đây là không. Nó đụng cái thân. Công luôn.
Ở đây cái nhà các bạn, mình trồng cái nhà chật chội là nó sẽ bị cong, nó không có thẳng được. Cho nên mình trồng cái gì cũng để cho nó có cái không gian để nó... Này giống vậy ta? Nó thẳng không? Cái đất nhỏ xíu. Cái này nó bị đèo. Đèo đó. Đó, được bao nhiêu đây rồi các bạn. Nói chung một cái thứ đủ ăn. Thì bây giờ thu hoạch hết ba cái xà lách này luôn nè. Xà lách này bữa mình trồng, chen chút mình trồng dưa hấu chính giữa đó. Ừ, mấy cái cây cà của mình nay nó lên cũng ngon quá ha. Có bông anh? Ừ. Thì mình tỉa bớt những cái lá với cái nhánh phía dưới này nè các bạn, cho nó trống trống. Cái này chút mình xới xới đất lên, mình bỏ thêm chút xíu đất vô. Đúng rồi. À, chỗ này thì xà lách nay nó ngon quá trời luôn, không có bị cái con gì nó dứt hết. Ngon quá ha. Này là đúng rồi. Cái này là đúng đúng tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn. Cái này nhỏ nhỏ nhưng mà nó ngon. Cái này thì cái này mình mai mốt mình mua cái hộp á, mình cắt xong mình bỏ vô luôn. À đúng rồi. Nhưng cái này là nếu mà mình cái này nó nhỏ nhỏ là nếu mà mình trồng nguyên một hàng cũng đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà phải có đất à. Cái này là nhỏ nhỏ mình trồng chừng gian một cái. Tại vì nó không có bự á. Mình trồng những cái mình chụp hình cũng đẹp. Ừ, cái này cũng ngon nè. Nói chung chỗ này ở trên chậu lúc này mấy cái cây xà lách này rất là ngon. Cái này thì bữa hổm của má ươm xong rồi đưa nè. Trồng xong không chỗ thôi, nhét vô trong cái thùng này. Ở đây thì có hai cái thùng mà mỗi thùng mình trồng 4 cái cây xà lách lên đây. Đủ loại hết. Wow, đây là nãy em không lấy cái vỏ bự bự chút. Ừ, mà không nghĩ nó bự. Ừ, rất là ngon không? Còn hôm nay mình nhổ xong rồi mình trồng gì xuống đây? Có trồng gì không? Để coi, chắc em trồng dưa hấu. Bữa hổm em trồng dưa hấu xong em nhổ, anh nhớ không? Ừ, ở đây còn cây nè. Dạ, đó. Tại bữa hổm mình trồng dưa hấu xong rồi nó hơi lạnh á. Thấy này bột quá thôi, mình bứng vô trong nhà kính mình trồng rồi. Cái này để mình trồng lại nữa. Nhất là trồng những cái cây mà trên chậu này các bạn thấy nó thật là... Cái lá nó còn rất là lành lặn ha. Nó không có bị sâu. Con gì ăn hết. Với lúc này trời ở đây nó bị bất thường lắm các bạn. Nó lạnh hoài à. Cho nên trồng những cái xà lách này còn rất là thích hợp. Xà lách mà trồng những cái lúc mà trời nắng nóng, lúc mùa hè thì khó lắm. Mình phải kiếm chỗ nào mát mát một chút. Ngon quá ha. Còn bên cây, bên một cây đẹp rồi. Mình cắt xong rồi cái cây dưa hấu nó sẽ có không gian nó phát triển. Dưa hấu hôm nay các bạn thấy dưa hấu hôm nay nó lạnh nó cũng bị eo. Thì năm nay có nhiều bạn giống như comment cho mình nói là trời ơi chị ơi em trồng nó hư hoài à. Đúng rồi. Thời tiết kỳ quá à. Tháng 6 rồi mà đôi khi ban đêm còn có 8 độ à. Đúng rồi. Khó trồng trọt quá. Trồng mà thời tiết nó không như ý muốn thì cũng khó khăn lắm các bạn. Bỏ đây đi. Mình dọn dẹp xong rồi cái... Rồi giờ mình trồng cái gì xuống? Trồng lên đây luôn hả em? Hả? Không, cái đây để chút lúc em trồng. Lúc em dọn, em lấy mấy cái gốc xong rồi em dùng gốc cái cây đó đó. Ừ. Bây giờ qua đây nè. Ở đây thì có một hàng cái gì tím tím nè. Su hào tím, anh nghĩ cũng sắp thu hoạch rồi. Hồi nãy ai sắp cái này mà nó ngay hàng thẳng lối đẹp hết ta. Trời ơi, lâu lâu nông dân sắp cái ông gái đó các bạn. Mình làm cái gì được đẹp đẹp thì mình phê á. Đó, đẹp quá ha. Ồ, quay cây dưa leo kìa. Wow, cây dưa leo thì cây dưa leo nó lùng tí hon nhưng mà nó rất là nhiều trái các bạn. Cái dưa leo này loại nó có gai gai để người ta làm chua đó. Làm chua đó các bạn. Nhưng mà mình nếu mà nó mình hái vô mình ăn sống cũng ngon mà cho nó giòn lắm. Ừ. Nó ít có ruột lắm. Đúng rồi, nó cũng giòn. Đó, nhưng mà cái loại này người ta thường nó làm dưa ăn rất là chua giòn ha. À, cái này anh nghĩ có ăn trái hái được rồi đó. Vậy hả? Ừ. Đó, bây giờ mình trồng cái gì vô đây? Mình trồng cái xà sậy. Thì bữa mình đi mình thấy cái xà sậy bán cây con ngon quá rồi các bạn. Rồi mình mua về mình trồng. Ở đây thì người ta bán một dĩ 6 cây như vậy là 2 đô. 2 đô thì khoảng chắc cũng khoảng 17-18 ngàn Việt Nam. Cái này là tàu sậy hay là ở
Ở miền Bắc các bạn sẽ kêu là cải dưa ha, cải bẹ bẹ dưa. dưa. Ừ. Có nhiều cái tên gọi khác nhau. Cải tàu sậy, là tài sậy, hay là cải dưa muối, là cải bẹ dưa. Rồi cải gì nữa? Nhiều lắm. Nhiều lắm. À, tại vì Mỗi mỗi vùng vùng, miền mỗi kêu khác. miền khác nhau ha. Tại vì mình còn hai cái này không có trồng gì thôi, mình nhét vô luôn, chứ cũng không dự định trồng bãi bẹ dưa nữa. Mà thấy nó tốt quá, đi nhiều khi thấy cây con thấy ham. Nói về cải bẹ dưa, dưa thì hai vợ chồng mình trồng hồi đó giờ mỗi năm đều trồng hết á. Cái trồng xong cái làm dưa muối ăn rất là lâu các bạn, thì khoe với các bạn nè. Đây. Cái chỗ này nè, 6 cây. Anh nghĩ cũng sắp sửa thu hoạch được rồi đó em. Chắc thu hoạch luôn á. Đó. Thì mình trồng như vậy cái đem vô làm dưa muối á, cái này á thì các bạn chia sẻ là tới gần tới thu hoạch thì đừng tưới, thì hôm nay hai vợ chồng mình không có tưới nó. Không tưới nhưng mà trời mưa hoài à, Cũng ông như trời ông tưới kêu đừng tưới rồi cũng tưới à. không tưới nhưng mà trời mưa là có nước, nước cũng như là tưới không. Rồi thì Xong sáu rồi. cây vô chỗ này thì cái thành quả bữa nay đó mọc rổ đó các bạn, coi chừng nó gãy á. Mới trồng thì mình tưới nhẹ nhẹ thôi. Mình trồng những loại cây con nhỏ nhỏ thì mình trồng buổi chiều. Nếu mà trời không có nắng ui u như bữa nay thì mình trồng buổi sáng cũng được các bạn. Chứ mình đừng trồng nắng quá cái mình đem ra liền á. Thì trời bữa nay hồi sáng giờ không có chút xíu nào nắng hết các bạn, mây mù nè, nhưng mà khoảng 6 giờ chiều là nó dự báo là có nắng em. Nói vậy thôi anh ơi, chừng nào em thấy nắng em mới chắc ăn à. Đó thì mấy hôm nay nè, những cái cây bầu su su của mình nay nó cũng lên gần đụng tới vàng ha. Chỉ chừng tới tuần sau, cuối tuần sau nữa thôi là nó sẽ đùng lên cái mí ngang ở trên đó các bạn. Nhất là cây bí này là bí Thiên Vũ, là mới có khoảng coi bữa thứ năm mình ra, thì hôm nay là chủ nhật đó. Mà nó lên đây đây nè, bữa nó tới đây nè Đúng rồi, đó, mới có rất mấy là mau ngày nó luôn lên các vậy bạn. đó, Nhưng ghê mà không. các bạn thấy những cái nụ, những cái chồi đó thì hai vợ chồng mình cắt, chỉ để cái nụ bông lực lại thôi. Tại vì cái bông này nó thường thường nó khó có cái bông lực lắm. Nó không phải khó mà nó có nhưng nó lâu nở lắm. Với lại nói thêm là tại vì á, người ta nói là nếu mà mình trồng cái cây nào mà nó tốt quá thường là nó có bông cái trước, còn nếu mình trồng cây nào mà nó thiếu dinh dưỡng đó, là nó có bông đực không, nó có bông cái. Mà đặc biệt cái bí Thiên Vũ này nó hấp thụ cái dinh dưỡng rất là nhanh, cho nên là nếu mà thường mình trồng lên là nó lúc nào cũng ra bông cái trước hết trơn á, Đúng rồi. cho nên mình ngắt hết đặng mà mình chờ cho lên trên nó có trái thì nó lúc đó nó khỏe thì nó được nhiều trái các bạn. Chứ để khi mà mình nó có trái sớm thì nó nuôi trái rồi cái bắt đầu nó ít lắm. Với lại bây giờ nó cũng ra trái đó, nhưng mà hai vợ chồng mình ngắt hết, tại vì không có muốn cho nó có trái nằm ở dưới cái đường cái vàng thẳng á các bạn. Khi nào nó lên tới cái vàng trên rồi mình cho nó, cái lúc đó thì trái nó nặng lắm, nó ở trên đó nó chịu được khỏe hơn. Còn ở dưới thì mình cho nó lùng quá, cái nó có trái dưới nó treo dưới cũng khó khăn ha, nó làm hư cái dây mình. Ok đó. Đó thì cái thành quả bữa nay. Bữa nay thì xà lách rất là ngon. Thì có những cái bông súp lơ. Rồi cái tay của em dơ làm dơ cái bông tinh khiết của anh này. Muốn ăn thử không? Ôi dơ quá bụng. Rửa. Thôi tỏi đi, mình mới ăn hồi nào bữa nào đó mà. Em muốn ăn cái bông này à? Vậy thôi. Rồi thì bữa nay thì nè, thu hoạch đủ loại. Đây làm sao nó tróc cái da của người ta luôn rồi. Đây nè. Hồi nãy anh test. Bà nông dân lúc nào cũng mạnh tay vậy đó. Thì này có nè, đinh tán xanh, đinh tán tím, Súp lơ trắng, súp lơ trắng, su hào với một trái bí ngòi đầu mùa. Đó. Đẹp không? Cái này nhìn đẹp quá. Một cái không có được như ý nhưng mà bỏ vô cái rổ nhỏ nó nổi lên đẹp mắt đó ha. Nói chung là mỗi cái thứ, nếu mà mình thu hoạch mỗi cái thứ vậy thì đủ ăn các bạn, chứ mình nhiều quá nhưng khi ăn không có hết.
ha. Với lại một rổ xà lách bự nè. Mà xà lách bữa nay thì đạt tiêu chuẩn ha các bạn. Non quá trời. Rất là non, không có một tì vết nào lủng lỗ và chằn cắn hết. Dạ, coi như là một ngày mà thu hoạch nhiêu đây là ăn được có hết trong vòng ngày. Tại vì đây cái này để vô nhà ăn nữa không? Ăn với hủ tiếu rất là ngon. Còn cái này thì mình để dành xào hay gì đó. Đúng rồi. Ngàn thứ. À, dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, xuống like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Wow. Hy vọng trời nắng lên sớm sớm đặng cho cái cây cà rau cải đồ nó vui mừng ha. Nhất là bà dưa leo không có nắng thấy nó ột, thấy cũng... Bye bye các bạn.